Chào mừng các bạn đến với website selen.vn, ứng dụng đột phá trong quản lý bất động sản và đầu tư thông minh. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tính năng so sánh bất động sản trên bản đồ. Sau khi tìm được bất động sản ưng ý bằng cách tìm kiếm đã được hướng dẫn ở video trước, tại tin đăng, bạn click chọn xem trên bản đồ để xem vị trí của bất động sản. Hoặc tại trang chủ, bạn click vào tra quy hoạch, mặc định sẽ hiển thị bản đồ quy hoạch. Click chọn xem team bất động sản để hiển thị ra các bất động sản. Kéo thanh trượt để hiển thị bản đồ thường. Click vào biểu tượng hình tròn để mở bản đồ vệ tinh. Sau đó kéo bản đồ, chọn tới vị trí mình muốn so sánh bất động sản. Hay bạn cũng có thể tìm bất động sản bằng công cụ tìm kiếm với các bộ lọc như nhập địa chỉ, tọa độ, quét tọa độ góc danh từ ảnh chụp, tìm theo tờ thửa, địa chỉ thành phố, quận huyện, phường xã, tìm theo quỹ hàng hay kho hàng công khai, riêng tư, đề xuất, theo loại giao dịch, loại nhà đất, khoảng giá, diện tích và có thể lập thêm theo hướng nhà, vị trí, số phòng tắm, số phòng ngủ. Ví dụ, sau khi tìm được hai bất động sản trên đường Quách Nhẫn rất gần nhau với giá là 4,8 tỷ và 5 tỷ, chúng ta sẽ tiến hành so sánh để xem vì sao có sự chênh lệch giá như vậy theo các tiêu chí như sau. Thứ nhất là vị trí. Hai lô cùng nằm trên một bên đường và rất gần nhau, nằm ở khoảng giữa của dãy phố. Tiếp theo là so sánh về giá. Bạn hãy click chuột vào biểu tượng đồng tiền để xem giá tiền trên mét vuông. Bạn sẽ thấy lô 5 tỷ có giá trên mét vuông là 65,36 triệu trên 1 mét vuông, đắt hơn lô còn lại với giá là 62,75 triệu trên 1 mét vuông. Để so sánh về diện tích, bạn hãy lần lượt click vào biểu tượng ghim của từng lô đất. Một bảng thông tin hiện ra cho thấy cả hai lô đều có diện tích là 76,5 mét vuông. Sau đó, tiến hành so sánh về tài sản có sẵn trên đất. Bạn hãy click lại vào ghim vị trí của lô 5 tỷ. Trong bảng này sẽ xuất hiện một vài thông tin cơ bản và hình ảnh của bất động sản. Thông qua hình ảnh và tiêu đề, bạn có thể thấy trên lô đất 5 tỷ đã có sẵn nhà. Tiếp tục click chọn vào lô 4,8 tỷ. Ta thấy lô này cũng đã có sẵn nhà. Để xem chi tiết hơn, hãy click vào tiêu đề để chuyển sang tin đăng. Bạn sẽ xem được nhiều hình ảnh hơn và các thông tin mô tả khác của bất động sản. Cuối cùng, hãy kiểm tra lại quy hoạch một lần nữa bằng cách kéo thanh trượt để chuyển sang chế độ bản đồ quy hoạch. Bạn sẽ thấy cả hai lô này đều là đất ở đô thị và không có quy hoạch cho dự án nào trong tương lai. Như vậy, sau khi tiến hành so sánh bất động sản trên selen.vn, bạn thấy rằng hai lô đất có các tiêu chí gần giống nhau, chỉ khác nhau về giá trên mét vuông. Dựa vào các thông tin này, nhà đầu tư cá nhân sẽ dễ dàng chọn được bất động sản ưng ý, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí rất nhiều. selen.vn là một ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý bất động sản và đầu tư thông minh. Đừng ngần ngại, hãy khám phá và sử dụng các tính năng tuyệt vời mà trang web này cung cấp nhé!